Hôm nay thì vườn em xin giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm để phục vụ Tết 2021. Đó là cái dòng lan đen dô xuân, cây đã trưởng thành rồi. Trồng từ giờ đến Tết nó sẽ lên hoa nhá. Đấy, đen dô xuân nó sẽ nở hoa vào mùa xuân và cụ thể là hoa Tết đấy ạ. Và đen dô xuân của nhà em ngày hôm nay sẽ gồm có 5 màu. Đó. Đen dô xuân thì nó hơi hạn chế màu một chút. Thì nhà em thì có đầy đủ tất cả các màu của nó, gồm 5 màu nhá. Em sẽ cho mọi người xem mặt hoa này. Sau đó em sẽ giới thiệu đến cây sau. Đây mặt hoa của nhà em. Gồm có màu hồng là một này. Màu hồng nhá. Màu tím, đây là màu cơ bản nhất của đen dô xuân. Đấy. Màu hoa đời đầu luôn đấy. Màu vàng. Đó, đen dô xuân thì cái hoa nào nó cũng đều bông rất là to, đẹp, thơm. Đó, nở vào Tết. Tiếp đến là màu trắng nhị đỏ này. Và cuối cùng là màu trắng viền hồng, trắng viền hồng nhá. Gồm có 5 màu. Đây cho mọi người xem lại 5 màu. 5 màu nhá. Còn cái về hình thức cây này, hình thức cây của nhà em thì đây là những cái cây nó trưởng thành rồi. Đó, đây toàn là những cái cây trưởng thành rồi. Nhiều thân nhá, nhiều thân một chậu cho hoa Tết. Mỗi cái thân thì nó sẽ lên được nhiều cái bông hoa ấy, thế nên là càng nhiều thân thì lên được càng nhiều hoa. Đó. Cây rất là nhiều thân nhá. Và có cái màu tím này là cái thân nó to nhất thôi. Còn những cái màu kia thì đa số là thân nó nhỏ. Nhưng mà đảm bảo là chậu nào chậu đấy đều nhiều thân nhé. Giá hôm nay em bán là 80.000 một chậu. 80.000 một chậu này nha. Chậu trưởng thành rồi. Trồng từ giờ đến Tết nào có hoa. Và khi mà mọi người mua từ 3 chậu ấy thì chỉ có 200.000 thôi. Mua 3 chậu thì em sẽ tính 200.000 nhé. Và đặc biệt hơn nữa, khi mà mua đầy đủ 5 chậu 5 màu này, 5 chậu 5 màu thì sẽ là 300.000. Đó, tính ra chỉ có 60.000 một chậu thôi khi mà mọi người mua từ 5 chậu nhé. Còn cái tiền ship ấy, thì em sẽ tính là 35.000 một đơn hàng. Đó, ship nhanh toàn quốc. Mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đó. Em nói trước ấy, là cái thân của cái cây màu tím ấy, thì bao giờ nó cũng to nhất. Còn những cái màu hồng, màu trắng ấy, thì nó sẽ có cái thân to, có cái thân vừa vừa, có cái thân nhỏ nhá. Đây, cây đây em cầm mẫu một số cây cho mọi người xem đây. 80.000 một cây, 3 cây 200, 5 cây thì là 300.000. Và khi mua đủ bộ 5 cây 5 màu, mình trồng từ giờ đến Tết là có hoa thoải mái thôi. Số lượng rất là nhiều, thế nên em sẽ chọn những cái cây mà đủ tiêu chuẩn để em gửi đi cho mọi người nhé. Và hình thức đặt hàng thì mọi người ghi là chốt số lượng cây kèm số điện thoại địa chỉ cho em. Nhà em bao hàng đẹp, hàng chuẩn, ship toàn quốc. Các bác có thể kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đó. Cây như trên hình em giới thiệu thì mình nhận hàng nhé. Nhiều thân và cây đã trưởng thành, Tết sẽ cho hoa nhé. Tết sẽ cho hoa. Đấy. Đây, cây màu tím thì thân nó bao giờ nó sẽ to hơn này. Còn những cái kia ấy, còn những cái màu kia ấy thì nó thân nó nhỏ hơn một chút. Thân nó nhỏ hơn nhưng mà cũng rất là nhiều thân, quan trọng là chậu nhiều thân nó sẽ ra được nhiều hoa. 80.000 một chậu nhá. 3 chậu 200. 5 chậu đủ màu 300.000. Đây em ví dụ cho mọi người này, một cái chậu nó bị ngớ ngẩn nó ra hoa trái mùa này. Đấy, cái chậu này ra hoa trái mùa. Đây là màu hoa hồng. Ra hoa trái mùa đen dô xuân thì bông rất là to đẹp và thơm. Mà Tết đến ấy là cái mùa chính của nó ấy, thì là mỗi cái thân này nó sẽ ra đây như cái ra được 5 bông hoa chẳng hạn này, thì bao nhiêu thân này thì nó gọi là chi chít hoa luôn, rất là đẹp, mình để bàn hoặc là treo lên rất là đẹp chơi ngày Tết. Nhớ nhá, mọi người chốt hàng nhanh tay, chốt hàng là số lượng cây kèm số điện thoại địa chỉ cho em. 80.000 một cây, 80.000 một cây. 3 cây 200, 5 cây đủ màu thì 300. Đây, cây mẫu em cầm một vài cây cho mọi người xem. Cây nào cũng đảm bảo tiêu chuẩn đẹp nhé. Số lượng nhà em nhiều lắm nên em mới bán rẻ cho mọi người. Đấy, phải có nhiều thì em mới bán rẻ cho mọi người. Không bao giờ phải lo đắt đâu, tham khảo giá thoải mái. Đây, chậu rất là to đẹp. Mà chỉ có 80.000 thôi nha.